Thì liệu á mà liệu mà khi mà những cái kỹ năng ở trên cái thương mại điện tử của mình á, khi mà mình bắt đầu cho vào những cái ngành mà mình bắt đầu mình chọn được, có là tôi thích làm chạy quảng cáo trên sàn, hay là tôi thích làm về merchandise, hay là tôi thích làm về câu chuyện là commercial, làm chương trình, làm các kiểu trên sàn, thì những cái kỹ năng nào là tôi cần phải có ở trong cái ngành thương mại điện tử này? Thì ở đây á, anh chia thành hai cái dạng kỹ năng mà các bạn có thể thấy trên slide ha. Một là kỹ năng về mặt kỹ năng cứng, nên gọi là kỹ năng fundamental. Cái thứ hai là kỹ năng mềm, là những cái soft skill của các bạn á. Thì kỹ năng cứng á, thì anh ở đây anh sẽ có những kỹ năng khá là, anh gọi là khá là chung chung ha. Anh ví dụ như là phân tích dữ liệu này, kỹ năng kinh doanh này, quản lý dự án này, marketing này, và nghiên cứu thị trường, quản lý sản phẩm, coi như là quản lý tồn kho. Thì những cái kỹ năng này á, thì chỉ trong đó sẽ có đâu đó tầm khoảng 1, 2, 3, đâu khoảng 4 kỹ năng là các bạn sẽ cần có để các bạn có thể bước vào cái ngành thương mại điện tử này. Cái kỹ năng thứ nhất là kỹ năng về mặt phân tích dữ liệu. Cái kỹ năng thứ hai là kỹ năng về mặt kinh doanh. Cái thứ ba là về mặt nghiên cứu thị trường. Và cái thứ tư là quản lý dự án. Thì đây là bốn kỹ năng mà anh nghĩ là các bạn nên bắt đầu mình dành thời gian cho nó một tí, để mình có thể có những cái fundamental nhất định khi mà mình nhảy vào trong một cái ngành nào đó ở thương mại điện tử ha. Rồi kỹ năng mềm á, thì ở đây á, thì anh nghĩ là các bạn nên nên có một cái full cái kỹ năng mềm luôn, bao gồm việc làm việc nhóm, giao tiếp, tự học, giải quyết vấn đề và quản lý stress. Cái làm việc nhóm á, thì chắc chắn vì á, là mình không thể là ba đầu sáu tay được, nên là gần như á, là mình khi mà mình đã nắm một cái vị trí ở thương mại điện tử, thì anh ví dụ như mình làm commercial đi, mình làm giá viết rồi các kiểu ha, thì làm chương trình khuyến mãi rồi đó. Thì khi á, mà mình làm chương trình khuyến mãi, thì cái việc mà mình phải biết được là cái ông mà chạy quảng cáo của mình á, ổng đang có chạy đúng sản phẩm hay chưa đấy, rồi tiền các kiểu của ổng phân bổ như thế nào, thì ông mình phải bắt đầu làm việc với ông để mình đưa ra cho ổng là à, tôi đang có cái con này giảm giá này, ông chạy con này. Xong rồi cái thứ hai là mình phải làm với bạn merchandise, là các bạn nó phải kiểu kiểu cái chương trình tôi như vậy nè, đây là chương trình hot nè, ông hãy đưa nó lên trên cái kiểu như là đưa lên TV luôn đi, lên kiểu tôi giảm giá tới 50% lần, làm sao mà highlight cái chữ này lên để cho khách hàng họ vào họ thấy. Đấy là mình cũng phải làm rất là coordinator, mình phải rất là nhiều bên, ngoài ra mình phải làm việc với kế toán nữa. Kế toán là tháng này em chạy bao nhiêu đây ngân sách này, chị xem coi là hiện tại coi là mình có ok với con số này không, khi mà em chạy thì công ty có lời hay lỗ, kiểu kiểu như vậy. Kế toán xong rồi mình lại làm việc ngược lại với những cái bên mà về kho vận, như kiểu là anh ơi bây giờ em muốn con sản phẩm này em thấy đang bán được nè, thì dự kiến coi là em bán trong campaign này em dự kiến em bán được đâu 10.000 con, thì trong kho mình đó mình còn không, mình còn 10.000 con không, và em thấy là cái size nó đang mạnh, em ví dụ như size M, size L đang mạnh, cái màu đen với màu xanh nó đang bán dậy nè, thì á, mình còn cái đó trong kho hay không. Thì buộc cái kỹ năng làm việc nhóm của mình nó phải liên tục, và cũng như là cộng với chuyện giao tiếp của mình nữa, thì làm sao mà mình có thể xoay nó rất rất là nhiều, mình sử dụng rất là nhiều. Rồi cái số 3 là về tự học. Thì á, thương mại điện tử nó cũng đang là một ngành khá là phát triển, và cũng như khi mà nó đã phát triển thì nó phải thay đổi, và thay đổi gần như là hàng ngày. Anh sẽ thật luôn là nó thay đổi gần như là hàng ngày luôn, là kiểu hôm nay nó là A nhưng qua ngày sau là nó là B rồi, kiểu kiểu như vậy. Hôm nay đúng nhưng mà qua hôm sau nó lại sai, kiểu kiểu như vậy ha. Thì gần như kỹ năng tự học của mình nó, mình phải coi được coi là cái nào đúng cái nào sai, và cũng như là mình phải tự học những cái kỹ năng, những cái platform mới, vì ở đâu vậy bọn anh dạy, ngay cả những cái khóa mà anh và Hiếu đang dạy, thì bọn anh chỉ cố gắng làm sao dạy cho các bạn về mặt fundamental nhất, có nghĩa là về mặt mindset các bạn sẽ hiểu được à, cái này nó giải quyết như A, như B, như C. Nhưng mà khi mà ra ngoài thị trường á, thì nó sẽ thay đổi hàng ngày luôn. Thì những cái kiến thức của bọn anh á, nó là fundamental, nó là nền tảng, nên là chỉ cần dựa vào đó, mặc dù nó thay đổi, thì các bạn có thể học những cái mới liên tục đó. Mình phải học cái mới liên tục, nhưng mà những cái nền tảng nó dẫn ở đó để mình hiểu được ha. Rồi cái số 4 là về mặt giải quyết vấn đề. Thì anh xui với mấy đứa luôn, khi mà làm thương mại điện tử
nó hàng ngàn vấn đề luôn, có nghĩa là nó rất 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 nhỏ, những cái việc như em không set flash sale rồi em làm giảm giá nó bị bên sàn đánh cho không giảm được, phải giảm sâu hơn thì phải fit như thế nào, rồi hết size hết số thì làm sao, các kiểu các cái nó rất là nhỏ, thì gần như là mình phải giải quyết vấn đề rất rất là nhanh, nghĩa là rất là nhanh luôn. Mình nói ok bây giờ cái vấn đề A này nó bị, thì bây giờ mình phải làm cái việc B, việc C, việc D là trong, có thể là trong một ngày luôn á. Thì cái kỹ năng này mình cần phải được hiểu và mình phải được học, mình phải được trau dồi để mình có thể làm mọi thứ nó nhanh ở trên cái ngành này ha. Cái thứ tư là cái thứ năm là quản lý stress. Anh nói với mấy đứa là cái ngành này thật sự thì ngành nào nó cũng stress cả, không có ngành nào không stress, nhưng mà cái này nó stress một cái là mấy đứa phải thức đêm. Thức đêm ở đây nghĩa là mấy đứa chắc cũng biết được câu chuyện là mình làm thương mại điện tử á, là nó sẽ ở mạnh ở 2 khung giờ, là từ 0 giờ tới 2 giờ, 0 giờ tới 2 giờ sáng. Đấy là cái khung giờ mình phải thức đêm và mình phải canh những cái campaign, cũng như chạy những campaign, anh ví dụ như là những cái campaign mà sắp tới Mithy sẽ livestream nè, hay là sắp tới là virus livestream kiểu kiểu như vậy, thì họ sẽ livestream đâu đó tầm khoảng 12 tiếng kiểu như vậy, thì gần như nếu như mà mình làm mình on brand á, mà mình kiểu book nó kiểu là full luôn á, kiểu 12 tiếng đó live mỗi brand mình, thì gần như là mình phải lên trên đó ngồi ngồi cùng với phía bên đội livestream để mình coi coi là nó đang bị vấn đề gì. Có ví dụ như chị những cái livestream mấy bạn coi, mấy bạn thấy được là họ sẽ kêu giảm giá ngay lúc đó luôn, thì mình có thể quyết định được hay không đó, thì gần như là nó sẽ dẫn đến rất là nhiều vấn đề rất là stress, thì mình cần phải quản lý cái stress của mình để mình có thể làm việc được nó hiệu quả hơn, làm được nhiều bên xong rồi nhiều công việc hơn, mình ba đầu sáu tay một tí đấy. Thì đây là những kỹ năng mà anh nghĩ là các bạn nên nên có để mình bắt đầu mình đưa ra cho mình những cái cần thiết khi mà mình bắt đầu cho vào cái ngành này ha. Rồi.